Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Cùng dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và các thành viên trong ban chỉ đạo. Phiên họp đã nghe báo cáo tiến độ, kết quả xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đến tháng 9 năm 2023. Ngay tờ trình bổ sung danh mục vụ án vụ việc và dự kiến thời gian điều chỉnh xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Tại phiên họp, lãnh đạo Ban nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh cũng báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh trong 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.